Kính chào quý vị và các bạn. Vào tháng 3 tới, lệnh trừng phạt mà Mỹ và Liên minh châu Âu áp đặt với Nga liên quan đến tình hình căng thẳng tại Ukraine sẽ hết hiệu lực. Cùng với động thái bất ngờ của Tổng thống Pháp hồi đầu tháng này, đó là đề xuất dỡ bỏ các lệnh trừng phạt hiện nay nhằm vào nền kinh tế của xứ sở Bạch Dương. Và tiếp theo đó là việc Thủ tướng Đức đưa ra điều kiện với Moscow nếu chính quyền của Tổng thống Putin muốn thoát khỏi các lệnh cấm vận. Đã có nhiều ý kiến phân tích cho rằng EU đã nhượng bộ Nga và rất có thể lệnh cấm vận hiện tại sẽ sớm chấm dứt. Tuy nhiên, trong bối cảnh bạo lực tại miền đông Ukraine bùng phát trở lại với con số thương vong nặng nề trong những ngày qua, căng thẳng giữa Nga và phương Tây một lần nữa lại rơi vào trạng thái xấu, mà biểu hiện của nó đó là việc Ngoại trưởng các nước thuộc Liên minh trên ngày 29 tháng 1 vừa qua đã nhất trí gia hạn lệnh trừng phạt hiện đang áp dụng chống lại Nga thêm 6 tháng. Bên cạnh việc gia hạn lệnh trừng phạt hiện thời, Ngoại trưởng các nước EU cũng đồng thời thảo luận một số bước đi mới đối với chính quyền của Tổng thống Nga Vladimir Putin. EU đã quyết định gia hạn các biện pháp trừng phạt vào các cá nhân và thực thể được thông qua hồi tháng 3 năm ngoái. Theo đó, các biện pháp đang được áp dụng hiện nay sẽ kéo dài đến tháng 9 năm nay. Liên minh trên cảnh báo, nếu trong những ngày tới, cuộc khủng hoảng ở Ukraine không được cải thiện, thì khối này sẵn sàng ra quyết định các biện pháp trừng phạt mới đối với Moscow. Quyết định có gia tăng xử phạt Nga hay không sẽ phụ thuộc vào tình hình tại miền đông Ukraine. Trong trường hợp lực lượng đón ly khai do Nga hậu thuẫn tiếp tục mở các chiến dịch ở miền đông, thì lệnh trừng phạt đưa ra sẽ cứng rắn và hà khắc hơn nhiều. Cuộc họp khẩn cấp các ngoại trưởng 28 quốc gia thành viên diễn ra trong bối cảnh chiến sự tại Ukraine ngày càng ác liệt. Các bên xung đột đã liên tiếp vi phạm thỏa thuận ngừng bắn Minsk có hiệu lực từ 5 tháng qua. Bạo lực hiện đã leo thang sang thành phố Mariupol, gây tổn thất lớn cả về người và tài sản của người dân. Trong những tháng chịu đựng lệnh trừng phạt của phương Tây, người dân Nga, từ các quan chức hàng đầu đất nước cho đến những người nghèo trong xã hội, đều cảm nhận được đòn trừng phạt thấm vào nền kinh tế của xứ sở Bạch Dương. Giá cả leo thang ảnh hưởng trực tiếp đến công việc cũng như là sinh hoạt hàng ngày của dân chúng, trong khi chính phủ Nga thì cũng đang phải gồng mình giữ thăng bằng cho nền kinh tế trong bối cảnh cả đồng rúp và giá dầu đều trượt dốc. Tuy nhiên, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố Nga sẽ vượt qua được sức ép của những yếu tố bên ngoài bằng cách là củng cố sự độc lập về kinh tế và tài chính của đất nước. Đây là hình ảnh ghi lại hoạt động của các siêu thị tại thủ đô Moscow trong chuỗi ngày bị phương Tây áp đặt lệnh trừng phạt. Giá các mặt hàng đồng loạt leo thang đang trở thành nỗi ngao ngán và có phần lo lắng của người dân xứ sở Bạch Dương. Tôi phản ánh với Thu Ngân rằng giá đường đã tăng gần gấp đôi. Nếu biết trước, tôi đã mua nhiều hơn. Hầu hết các loại thịt và sản phẩm sữa đều tăng giá. Trước tình trạng lạm phát kéo dài, Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev ngày 14 tháng 1 vừa qua cho biết chính phủ đang có kế hoạch điều chỉnh chỉ số tiền lương hưu và trợ cấp xã hội cho các tầng lớp nghèo nhất của xã hội nhằm giúp họ đối phó với tình hình hiện tại. Trước đó, trong tháng 12, Tổng thống Putin đã chỉ thị cho thử nghiệm một biện pháp tiếp cận với các nhà sản xuất để đảm bảo giá cả không tăng ngoài tầm kiểm soát của chính phủ. Chúng tôi cảm nhận được tình hình mỗi ngày. Tất nhiên, nó không làm tổn hại trực tiếp đến chúng tôi. Hiện tại, tình hình đang ở mức có thể chịu đựng. Theo số liệu sơ bộ từ Sở Thống kê Liên bang, lạm phát tại Nga đã đạt hơn 11% trong năm 2014, với giá lương thực tăng hơn 15%. Con số đáng báo động này có nguy cơ tiếp tục phình to do động thái gia hạn trừng phạt của phương Tây. Tuy nhiên, theo Tổng thống Putin, nước Nga vẫn sẽ nỗ lực đảm bảo tỷ lệ tăng trưởng kinh tế cao và thúc đẩy năng suất lao động. Nền kinh tế Nga chắc chắn vẫn sẽ là một phần không thể thiếu của nền kinh tế thế giới, nhưng chúng ta rõ ràng phải thay đổi về một số khía cạnh cụ thể để đảm bảo sự độc lập về kinh tế. Điều đó không có nghĩa là tự cô lập mình, nhưng ý tôi là nền kinh tế của chúng ta cần phải ổn định hơn trước những cú sốc từ bên ngoài bằng cách đa dạng hóa, phát triển các ngành công nghệ cao, nông nghiệp và hệ thống tài chính và ngân hàng quốc gia, bớt phụ thuộc vào công nghiệp năng lượng. Tổng thống Putin cũng cho biết Nga đã dự đoán được tình hình khủng hoảng kinh tế hiện tại sẽ diễn ra và mặc dù đây đang là thời điểm khó khăn, nhưng chưa có điều gì ngoài mong đợi xảy ra. Không chỉ người dân, các doanh nghiệp và chính phủ Nga phải hứng chịu những tác động tiêu cực của các đòn trừng phạt của phương Tây. Các lệnh cấm vận không khác gì con dao hai lưỡi mà các thành viên Liên minh châu Âu thừa biết nó cũng đang làm tổn hại đến chính lợi ích của mình. Việc đồng rúp biến động mạnh đã buộc hàng loạt các thương hiệu lớn của châu Âu hoạt động tại Nga như là IKEA, General Motors hay Apple ngừng hoạt động, trong khi nhiều đơn vị khác thì chịu tổn thất kinh tế nặng nề. Mới đây nhất, nhà sản xuất bia hàng đầu Đan Mạch là Carlsberg cũng đã phải đóng cửa 2 trong số 10 nhà máy của hãng tại xứ sở Bạch Dương do các lệnh trừng phạt nhằm vào Nga.
Trong giai đoạn hoàng kim nhất của mình trên đất Nga, Kasper từng gặt hái hơn 1/3 lợi nhuận của mình từ thị trường tiềm năng này. Thế nhưng cuộc khủng hoảng kinh tế tại Nga hiện nay đã đẩy hãng sản xuất đồ uống này vào tình trạng vô cùng thê thảm. Ban đầu chỉ là những cảnh báo suy giảm lợi nhuận do nhu cầu tại Nga đi xuống. Cụ thể là trong 6 tháng đầu năm, doanh số bán bia của hãng này tại Nga đã giảm đi 7%. Tuy nhiên, vào ngày 29 tháng 1 vừa qua, Kasper đã buộc phải đóng cửa hai nhà máy là Chelyabinsk và Krasnoyarsk. Vậy là kết thúc, nhà máy đã bị đóng cửa. Tình hình kinh tế hiện nay rất khó khăn, có quá nhiều nhà máy bia, trong khi thị trường bia giảm sút trầm trọng. Việc đóng cửa hai nhà máy này sẽ tiếp tục làm giảm 15% lợi nhuận của Kasper tại thị trường Nga, đồng thời ảnh hưởng trực tiếp đến tổng số gần 600 công nhân tại cả hai nhà máy. Tình hình đã được báo trước, vẫn trong giới hạn chịu đựng được. Đó là những chia sẻ của các doanh nghiệp và người dân Nga cũng như là phương Tây lúc này. Nhưng khi nào mới là giới hạn và kết cục đó có phải là điều mà hai bên mong muốn không? Câu hỏi đó thì vẫn còn bỏ ngỏ. Và trong phần tiếp theo của chương trình, chúng ta sẽ đến với một câu chuyện khác cũng liên quan đến lĩnh vực kinh tế. Thưa quý vị, năm 2014 là một năm đại thắng của tỷ phú hàng đầu Trung Quốc Jack Ma. Giá trị tài sản của ông đã tăng mạnh nhất trong năm qua, từ mức là hơn 10 tỷ đô la Mỹ lên 29,2 tỷ đô la Mỹ. Tuy nhiên, chỉ sau một đêm, ngày 29 tháng 1 năm 2015, tài sản của tỷ phú giàu nhất Trung Quốc Jack Ma, giám đốc điều hành tập đoàn thương mại điện tử nổi tiếng Alibaba, đã bốc hơi mất 1,4 tỷ đô la Mỹ do cổ phiếu của tập đoàn Alibaba giảm kỷ lục, khiến Jack Ma mất luôn ngôi vị người giàu nhất Trung Quốc. Nhiều nhà phân tích vẫn nhận định là dù tài sản bốc hơi 1,4 tỷ đô la Mỹ chỉ trong một ngày, nhưng ông chủ Alibaba vẫn còn nhiều tài sản bí mật chưa được công khai. Theo xếp hạng của chỉ số tỷ phú Bloomberg, trị giá tài sản ròng của Jack Ma hiện đã kém tỷ phú bất động sản Wang Jianlin khoảng 400 triệu đô la Mỹ, chỉ còn khoảng 26,3 tỷ đô la Mỹ. Lý do giá cổ phiếu của tập đoàn Alibaba rơi mạnh là do doanh thu của công ty này không đạt được mục tiêu đề ra. Doanh thu quý trước của Alibaba tăng 40% lên 26,2 tỷ nhân dân tệ, tương đương 4,2 tỷ đô la Mỹ, nhưng vẫn thấp hơn so với 27,6 tỷ nhân dân tệ dự đoán trước đó của giới phân tích. Hãng cho biết doanh thu quảng cáo trên điện thoại di động thấp hơn máy tính do màn hình nhỏ hơn và giao dịch trên Tmall cũng tăng chậm hơn. Trong khi đó, lợi nhuận ròng của hãng giảm 28% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là mức thấp nhất từ tháng 10 năm ngoái. Với Alibaba, ước tính chúng tôi đã tạo được việc làm cho 14 triệu người một cách trực tiếp hoặc gián tiếp. Mặc dù bây giờ chúng tôi cũng đang đối mặt với nhiều khó khăn, nhưng cái quan trọng là giữ vững tinh thần của tập đoàn. Trong khi đó, chính phủ Trung Quốc vừa công bố báo cáo trong đó cho rằng tập đoàn Alibaba của tỷ phú Jack Ma đang gặp phải một cuộc khủng hoảng niềm tin vì không thể loại bỏ nạn hàng giả, hối lộ và các khuyến mại dễ gây hiểu nhầm trên các trang web bán hàng trực tuyến. Jack Ma trở thành người giàu nhất Trung Quốc khi cổ phiếu của Alibaba được công bố lần đầu tiên vào tháng 9 năm 2014. Ông đã vượt qua tỷ phú Hồng Kông Li Kangxing trở thành người giàu nhất châu Á. Phần lớn tài sản của Jack Ma đến từ 6,3% cổ phiếu của ông tại Alibaba, trị giá khoảng 14 tỷ đô la Mỹ. Ông đồng thời cũng nắm giữ cổ phần tại Cayman Island mà ông cùng điều hành với Joseph Desai. Jack Ma là cựu giáo viên tiếng Anh, sau đó chuyển sang kinh doanh trong lĩnh vực thương mại điện tử. Ông đã thu về hơn 800 triệu đô la Mỹ từ việc bán cổ phiếu của công ty sau khi Alibaba được lên sàn giao dịch chứng khoán New York, Mỹ. Hãng tin Bloomberg nhận xét, tuy không phải là một tay phù thủy công nghệ như Mark Zuckerberg hay một bậc thiên tài sản phẩm như Steve Jobs, nhưng Jack Ma đã biết dùng cơ hội và niềm đam mê để biến những ý tưởng có được từ nước ngoài trở thành những thứ lớn lao ở Trung Quốc. Ông đã hợp tác với Yahoo để đánh bật đối thủ Mỹ eBay ra khỏi Trung Quốc. Ra đời vào tháng 3 năm 1999, thương hiệu Alibaba ban đầu đối với Jack Ma chỉ đơn giản là một cái tên dễ nhớ, vì ai trên thế giới mà chẳng biết đến câu chuyện thần thoại Alibaba và câu thần chú vừng ơi mở ra. Alibaba là công ty thương mại điện tử lớn nhất tại Trung Quốc và cũng đóng góp vai trò lớn trong cuộc sống người dân ở Trung Quốc nói riêng và ở một số nước nói chung. Mô hình của Alibaba giống với eBay là trung gian giữa người mua và người bán.
Sở dĩ Alibaba thành công hơn Amazon và eBay là bởi vì họ đã làm được điều mà hai hãng kia chưa thể, đó là trung gian mua hàng giữa doanh nghiệp với doanh nghiệp. Introduction to buying. Nhờ phương châm kết nối giao thương toàn cầu, giúp đỡ những nhà xuất nhập khẩu trên thế giới tìm thấy nhau và tìm được những cơ hội hợp tác, website Alibaba.com nhanh chóng phát triển vươn xa khỏi thị trường Trung Quốc. Và thương hiệu Alibaba dần trở thành một trong những thương hiệu hàng đầu thế giới và chiếm vị trí số 1 trong mô hình thương mại điện tử giữa doanh nghiệp và doanh nghiệp. Chỉ sau 2 năm thành lập, đến tháng 12 năm 2011, số thành viên và khách hàng thường xuyên giao dịch trên Alibaba.com đã lên đến 1 triệu người đến từ 202 quốc gia. Năm 2002, con số thành viên là 7,5 triệu người, đưa Alibaba trở thành website tốt nhất và lớn nhất trên thế giới. Chặng đường phát triển của Alibaba.com bên cạnh những mốc son thành công đáng ghi nhớ cũng không ít chông gai. Sự phát triển nhanh chóng của Alibaba khiến họ đối mặt với vấn đề như bất cứ một công ty lớn nào khi bong bóng dot-com vỡ vào năm 2001. Họ buộc phải sa thải hàng loạt nhân viên và đến đầu năm 2012, Alibaba chỉ đủ tiền mặt để tồn tại trong 18 tháng. Chính trong thời điểm đó, Alibaba quyết định tung ra sản phẩm, cho phép các nhà xuất khẩu nội địa có cơ hội gặp gỡ trực tuyến với khách hàng Mỹ. Mô hình đó đã cứu Alibaba ra khỏi cảnh túng quẫn. Và từ đó họ bước từng bước vững chắc trên con đường trở thành một trong những công ty thương mại điện tử hàng đầu thế giới. Dù đang gặp phải không ít khó khăn, song trên thực tế trải qua 15 năm phát triển liên tục và bền vững với hàng chục triệu thành viên đến từ 242 quốc gia và mạng lưới chi nhánh tại hơn 20 nước trên thế giới, Alibaba.com luôn hứa hẹn những cơ hội giao thương quốc tế hấp dẫn cho những doanh nghiệp xuất nhập khẩu, cũng như là thúc đẩy sự phát triển của thương mại tự do trên thế giới. Nhiều nhà bán lẻ lớn nhất nước Mỹ cảnh báo rằng tập đoàn Alibaba có thể sẽ lấn át các công ty Mỹ trên chính đất Mỹ, trừ khi Quốc hội Mỹ có thể khép lại các lỗ hổng về thuế mà các doanh nghiệp bán lẻ trực tuyến đang tận dụng. Trong các quảng cáo trên TV và đài phát thanh cuối tuần qua, hiệp hội các nhà bán lẻ gồm Best Buy, Target, JCPenney và một số chuỗi bán lẻ lớn đã kiến nghị Quốc hội nên chấm dứt các ưu đãi thuế cho Alibaba và những đại gia bán lẻ trực tuyến khác. Đây là một trong những chiến dịch marketing đại chúng lớn nhất chống lại một công ty của Trung Quốc. Hiện Alibaba có quy mô lớn hơn cả Amazon và eBay cộng lại, mặc dù công ty này mới chỉ thu hút được sự chú ý của người dân Mỹ sau khi thực hiện vụ IPO đình đám hồi tháng 9. Các nhà bán lẻ Mỹ và những chuyên gia trong ngành dự đoán rằng Alibaba sẽ sớm triển khai dịch vụ nhắm đến người tiêu dùng Mỹ. Tuy nhiên, công ty này vẫn khẳng định sẽ tập trung chủ yếu ở thị trường Trung Quốc, nơi tạo ra phần lớn doanh thu của hãng. Alibaba nhận định người Trung Quốc giàu lên và xu hướng thích mua sắm trực tuyến sẽ đảm bảo rằng Trung Quốc vẫn là động lực chính giúp Alibaba tăng trưởng trong những năm tới. Alibaba.com giờ đây đã trở thành câu thần chú mở cánh cửa giao thương quốc tế cho hàng triệu doanh nghiệp mà không cần phải bỏ chi phí đầu tư vào hoạt động marketing hay tham gia vào những hội chợ triển lãm quốc tế đắt đỏ. Tuy nhiên, trong bối cảnh Quỹ tiền tệ quốc tế IMF đã hạ mức dự báo tăng trưởng đối với nền kinh tế Trung Quốc, thì rõ ràng tập đoàn Alibaba sẽ còn phải đối mặt với rất nhiều khó khăn và Tổng Giám đốc Jack Ma có thể còn phải đối mặt với những đêm mất tiền đến nghiêm trọng như vừa qua. Tới đây, chuyện Đông chuyện Tây ngày hôm nay của chúng tôi cũng xin được khép lại. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.